Hoa hậu Trúc Diễm lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân với người chồng cô cho là biến thái. Trước khi cưới, chồng tôi là một người rất ngăn nắp. Bởi vậy, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ giữ được sự ngăn nắp đó sau khi cưới. Thậm chí trong ngày cưới, chồng tôi còn dám đứng trên sân khấu trước toàn thể khách mời và hứa: từ nay, ngày nào anh cũng sẽ rửa chén cho em không cần phải làm gì hết. Nghe thấy câu đó, tôi vui và cảm động lắm. Tôi vốn ghét rửa chén, nấu bao nhiêu món cũng được, nhưng rửa thì không. Cuối cùng, tôi phải là người rửa hết. Tôi tự thấy hai vợ chồng mình là người biến thái, có thể dùng chung toilet cùng nhau. Cái gì tôi cũng dùng, chồng tôi cũng dùng. Tôi đánh răng đã để hai bàn chải cho hai vợ chồng cạnh nhau, mà chồng cứ lấy của tôi ra đánh. Hai cái khăn tắm tôi để khác nhau, chồng cũng lấy của tôi ra lao. Tới lúc tôi lấy ra lao thì hôi không chịu được. Mặc đồ ngủ hay bộ đồ ở nhà thoải mái lắm, tôi rất thích mặc, nhưng chồng tôi lại cứ chê tôi mặc như bà thím. Cái gì tôi cũng nói với chồng, như nãy chẳng bao giờ làm, mà nói nhiều thì thành ra cãi nhau, ai cũng đi ra đường làm việc hết. Tôi có kinh doanh riêng của tôi, chồng tôi có kinh doanh riêng của chồng tôi, ai cũng là trụ cột của gia đình chứ không phải một người, vì thế việc nhà cũng phải chia ra. Ngày xưa, tôi thường có suy nghĩ phải mặc những bộ đồ tương xứng với vị trí của mình, nên tìm kiếm được bao nhiêu tiền xài hết bấy nhiêu. Nhưng từ lúc chuẩn bị lấy chồng và lấy chồng rồi, tôi bỗng thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn mua những món đồ phù hợp với giá tiền mà mình làm đẹp hơn. Tôi học cách bỏ qua những lời đàm tiếu so sánh. Ngày của tôi thường phải gặp nhiều lời so sánh đàm tiếu, nên tôi không muốn bận tâm vào nó. Nhờ đó tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Tiền này tôi để lo cho bản thân, gia đình, bố mẹ, con cái sau này, hoặc từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối vì đã bỏ sân khấu. Nhưng khi nhìn cuộc sống hiện tại của mình bình yên, vui vẻ, tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ tôi muốn sòng phẳng công việc nhà. Hai vợ chồng tôi ai cũng đi làm, nhưng việc nhà là tôi phải làm hết. Gia đình tôi cũng thuê người làm, nhưng một tuần họ chỉ đến 2 lần thôi, nên những việc lặt vặt tôi phải làm. Nhiều khi tôi bận việc này việc kia, chạy chỗ nọ chỗ kia, đầu như muốn nổ tung, mà về tới nhà chưa kịp thay đồ thì ông xã đã hỏi sao không nấu cơm. Đi làm về mệt mỏi mà tôi phải mặc nguyên bộ đồ chạy vào bếp, vo gạo, nấu cơm, rồi bưng lên tận bàn. Điều này khiến tôi rất nản. Tôi cảm thấy quá sức mệt mỏi, như một cục pin bị cạn năng lượng, nên rất cần sự giúp đỡ từ người chồng. Tôi muốn chồng mình mua tạm đồ ăn để ăn khi tôi quá bận, hoặc nấu cho hai vợ chồng bát mì để tôi có thời gian tắm rửa. Được như vậy là tôi vui rồi. Tôi đã lựa chọn đứng về phía sau khi lấy chồng. Thời điểm đó tôi không còn đi catwalk, dự event hay xuất hiện trên truyền hình. Tôi phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng, rồi tới công ty làm việc. Tôi ứa nước mắt khi bị hỏi sao không xuất hiện nữa. Tôi luôn phải về trước chồng 2 tiếng, bắt nồi cơm lên trước để nấu cơm cho gia đình. Dù ít hay nhiều, tôi cũng sẽ là người nấu cơm. Tôi mất 2 năm đầu hôn nhân để làm như vậy. Sau khi làm xong công việc, tôi mệt quá mới nằm xuống thì chồng lại nói: em rảnh quá à. Lúc đó tôi tức quá mới cãi: tại sao những cái tôi hy sinh anh lại không hề biết? Tôi đang là người trong ánh hào quang mà phải hy sinh để lui về phía sau như vậy là điều quá lớn. Nhưng tôi không tiếc nuối điều đó, chỉ cần có sự chia sẻ từ chồng là đủ rồi. Tôi có thể bỏ qua hết mọi tật xấu nếu người đàn ông đó đồng cảm với tôi, chứ không phải coi việc nhà hiển nhiên là việc của tôi. Sau khi nói chuyện với nhau, chồng tôi cũng có thay đổi và xin lỗi tôi. Bây giờ tôi tự hứa sẽ tự thay đổi, nhỏ nhẹ hơn và san sẻ nói chuyện với chồng. Tóc tiên là gái hư, suy nghĩ của Hoàng Tulliver khiến ai cũng sốc nặng. Gặp tóc tiên trong một buổi chiều thời tiết dễ chịu, ấn tượng đầu tiên của cô để lại trong người đối diện không dễ chịu như thời tiết hôm ấy. Cô bước vào quán cà phê với khuôn mặt lạnh lùng, có chút ngông nghênh và bất cần, khi chào hỏi cũng lạnh nhạt chừng mừng. Ấn tượng đầu tiên có thể là như vậy, nhưng chỉ cần trò chuyện, người đối diện sẽ nhận ra cô không khó gần như vẻ bề ngoài. Tóc tiên cũng thẳng thắn thừa nhận phần lớn mọi người đều có ấn tượng không tốt lắm khi mới tiếp xúc với cô. Nữ ca sĩ 29 tuổi cười lớn và cho biết ngay cả những người bạn thân thiết hiện nay cũng từng cho rằng cô rất hư. Khi trở về Việt Nam và xây dựng ekip làm việc, việc hợp tác của chị với người đối diện phải chăng không dễ dàng và có người không thích chị vì tưởng tóc tiên là gái hư. Anh Hoàng Tulliver là người như vậy. Ban đầu anh ấy không nói chuyện với tôi. Tôi có tìm hiểu và biết ấn tượng về tóc tiên trong anh Hoàng là hư. Anh không nói chuyện trực tiếp với tôi mà mãi đến sau này mới nói ra. Ấn tượng đầu tiên của anh Hoàng cũng như anh Long Halo là nhìn tôi quá hải ngoại. Lúc đó tôi vừa từ nước ngoài về, từ cách hát, hình ảnh và âm nhạc đều chịu ảnh hưởng không nhỏ của môi trường hải ngoại, nên tôi không phủ nhận chuyện đó. Người ta thường nói kết hợp Nam Bắc đã thấy khác biệt rồi,
chúng tôi còn là sự kết hợp giữa underground với hải ngoại. Về phần mình, tôi rất cởi mở vì biết đây là đối tác làm việc lâu dài. Anh Long Halo tính cách thoải mái, nhưng anh hàng Tulliver thì khá khó gần. Chỉ làm cách nào để gỡ bỏ rào cản và ấn tượng không tốt ban đầu giữa hai người. Làm việc lâu với nhau thì chuyện gỡ bỏ rào cản là điều đương nhiên, bởi vì nếu không có sự kết nối với nhau thì chúng tôi không thể làm nhạc được. Chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn, có lẽ bắt đầu từ tuần thứ hai The Remix, khi tôi hát Hoa Cỏ Mùa Xuân, anh Hoàng khi đó phải hy sinh cái tôi âm nhạc của anh một chút để chiều theo ý tôi. Về sản xuất anh ấy giỏi hơn, nhưng tôi mới là người trực tiếp đứng trên sân khấu, vì vậy tôi muốn dàn dựng theo ý mình, kiểu mà mọi người hay gọi đùa là Paris by Night. Lúc đó thực ra anh Hoàng vẫn không tin vào khả năng của tôi, phải tới lúc diễn trên sân khấu, anh mới cảm thấy tôi cũng là dân có nghề chứ không phải tay ngang, sau đó chúng tôi dần thân nhau. Thông thường trong một nhóm tập xong sẽ đi ăn uống cùng nhau, thi xong tối cuối tuần sẽ đi nhậu. Nhưng khi tôi rủ anh Hoàng thì anh Hoàng không đi cùng tôi, anh đi cùng nhóm bạn riêng. Mãi sau này tôi mới biết khi đó anh ấy tưởng tôi có bạn bè riêng, nếu đi cùng anh Hoàng sẽ ngại. Anh ấy cũng tưởng tôi hay đi chơi đêm, đi bar các kiểu, nhưng không, tôi chỉ ở khách sạn một mình. Harry Won lần đầu tiết lộ cú sốc thật sự sau hôn nhân với Trấn Thành, nghe xong ngã ngửa. Trong tập 13 chương trình Là Vợ Phải Thế vừa lên sóng tối qua, ngày 3 tháng 7, không chỉ có các khách mời mà hai MC chính là Harry Won và Việt Hương cũng lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình cũng như những rắc rối mà họ đã gặp phải. Tôi không thất vọng nhiều sau khi cưới vì Trấn Thành là người rất ngăn nắp và sạch sẽ. Nhưng có một điều khiến tôi hơi sốc văn hóa. Tôi cứ nghĩ chuyện mắc cỡ thì không nên làm trước mặt đối phương. Với tôi tuy là vợ chồng nhưng phải giữ phép lịch sự với nhau. Chẳng hạn đi vệ sinh thì không được đi chung. Người nào vào thì một người kia phải ở ngoài, đi chung thì kỳ lắm. Thế mà không hiểu vì sao Trấn Thành lại nhảy vào khi tôi đang đi vệ sinh. Điều này khiến tôi bị sốc văn hóa thực sự. Trấn Thành không hề biết giữ lịch sự. Lúc đầu thì anh ấy xì ra cái này, sau đó vẫn tiếp tục xì ra cái kia, xì đủ mọi thứ. Tôi điên lên mới hỏi anh đang làm cái gì vậy? Thì anh ấy lại nói, em ơi, anh là chồng của em thì em phải chấp nhận và hưởng thụ điều đó. Tôi không phải người tinh tế như Trấn Thành, nên anh ấy khi cắt tóc xong, phải 3-4 ngày sau tôi mới biết. Tôi tự thấy mình vô tâm thật và cũng hơi có lỗi với chồng. Nhưng thực ra không phải tôi cố tình như vậy, mà do mình có quá nhiều mối quan tâm nên không thể để ý hết được. Tôi cũng lo lắng về việc có con, nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều niềm vui hơn là mệt mỏi. Dạo này xem clip em bé tôi hay cười và thấy thích, tự nhiên vui hơn nhiều. Hồi trước tôi sợ có con nhưng bây giờ tôi muốn một ngày nào đó có con để được chăm sóc nó. Tôi cũng có nói với Trấn Thành là nếu em sinh con, em sẽ xấu và già đi, anh còn yêu em nữa hay không? Trấn Thành có nói chẳng lẽ anh lại không thương một người phụ nữ đã dành cả thân thể để sinh con cho anh hay sao? Nghe anh nói câu đó tôi cũng an tâm. Với Trấn Thành tôi luôn là người sai, bởi vậy nếu thấy tranh cãi trở nên căng thẳng, tôi sẽ tự đổi sang chủ đề khác để giảm căng thẳng. Bên cạnh đó, Việt Hương cũng chia sẻ về gia đình của mình. Tôi và gia đình đã tự hứa với nhau một năm phải có ít nhất 2 kỳ nghỉ, lúc đó tôi dành hoàn toàn thời gian cho gia đình. Nếu cho tôi 3 điều mong muốn thì tôi muốn được leo lên giường ngủ cho đã, rồi đọc một số thông tin mà chưa được đọc hoặc ít nhất là ăn thật đã, không ai dòm ngó. Tôi khá là khác với mọi người ở chỗ, tôi và chồng cứ tháng ở Việt Nam, tháng lại ở Mỹ, nên bản thân công việc đã không thể làm cũ được. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng có vài chiêu để giữ chồng. Chẳng hạn, chồng tôi đi diễn thường có tài lẻ như đánh đàn piano, thổi kèn, ca hát này nọ, nên nhiều khán giả nữ hâm mộ. Họ còn thường chụp hình chung với chồng tôi rồi ghép vào một khung ảnh gửi cho chồng. Tôi biết những chuyện như thế chẳng đi tới đâu đâu, nhưng cũng giả vờ ghen cho họ biết. Tôi ghép lại hình đó vào thiệp cưới, gửi cho cả hai người rồi nhắn: chúc hai người hạnh phúc, chết với bà mày. Như tôi thì có địa vị xã hội nên còn nói với chồng được, nhưng có những người phụ nữ chọn cách rời xa công việc để lo cho gia đình, nên cả ngày chỉ ở nhà thôi. Tuy nhiên họ phải làm cả nghìn công việc không tên. Đàn ông thì cùng lắm là đi làm 8 tiếng tới 10 tiếng, về nhà mệt quá thì nằm phè ra. Trong khi đó phụ nữ chúng tôi phải làm từ lúc các anh dậy, tới lúc các anh lên giường vẫn phải làm. Chúng tôi còn phải làm ca đêm nữa, như vậy là chúng tôi quá hy sinh rồi. Vậy mà có những lúc các ông đi về kêu có làm cái gì đâu. Trời ơi, chúng tôi làm quá là nhiều việc luôn. Ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền công khai chồng sắp cưới sau hôn nhân đổ vỡ với nghệ sĩ Chinh Nhân. Trải qua 10 năm chia tay nghệ sĩ Chinh Nhân, nữ ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền cũng tìm được hạnh phúc mới cho mình. Cát Tuyền là một trong số ít nghệ sĩ chuyển giới gặt hái thành công trong showbiz Việt. Vào năm 2008, Cát Tuyền là người chuyển giới đầu tiên công khai lễ cưới với nam nghệ sĩ Chinh Nhân, con trai của cặp vợ chồng cải lương tuồng cổ tài danh Đức Lợi và Bạch Mai.
Và giai đoạn đó, tư tưởng của công chúng vẫn chưa thoáng, nên không nhiều người chấp nhận hôn nhân của người chuyển giới. Vì thế hôn lễ của Cát Tuyền và Chinh Nhân có khá ít nghệ sĩ đến dự. Cát Tuyền cho biết, cô hơi chạnh lòng, chính ba mẹ đã an ủi, động viên ca sĩ này rất nhiều. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đó không mấy êm đềm như tôi tưởng, chúng tôi nhanh chóng chia tay. Ngày nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời, tôi đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình. Đã 10 năm rồi, bây giờ tôi mới tự tin nói về cuộc hôn nhân thứ hai của đời mình. Người chồng hiện tại của Cát Tuyền là một doanh nhân, cả hai dự kiến sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Chồng chưa cưới của Cát Tuyền đã có một đời vợ, cả hai đã ly dị và có chung với nhau một đứa con 10 tuổi. Vì thế Cát Tuyền không có áp lực nào về việc phải sinh con hoặc nhận con nuôi. Tôi có thể là người mẹ tốt đối với con của anh ấy. Cha mẹ ca sĩ Cát Tuyền rất vui mừng khi biết con mình sẽ có một mái ấm hôn nhân trong cuối năm nay. Vào ngày 13 tháng 7 tới đây, Cát Tuyền sẽ cùng ông xã về Việt Nam để tổ chức các chương trình văn nghệ từ thiện, đồng thời mang quà, sự đóng góp của bà con kiều bào tại Mỹ trao đến tận tay của những mảnh đời bất hạnh.